Thầy giáo thách đánh nhau với cảnh sát giao thông, tuyên bố tao không sợ COVID-19. Trên mạng xã hội vừa mới xuất hiện một đoạn clip thu hút sự chú ý của nhiều người. Đoạn clip dài hơn 1 phút dưới đây ghi lại cảnh làm việc giữa một người đàn ông có dấu hiệu không được tỉnh táo, tên là Hồ Quy L, 47 tuổi, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột và lực lượng cảnh sát giao thông. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi trên các hội nhóm, diễn đàn. Ngày 5 tháng 2, một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông, công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Hồ Quy L, 47 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột về hành vi không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giao thông liên quan đến ông L để xử lý theo quy định. Cụ thể vào khoảng 20 giờ tối ngày 2 tháng 2 trên tuyến đường Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, ông Hồ Quy L điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 47A149XX đã xảy ra va chạm giao thông với một chiếc xe máy. Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát giao thông đã có yêu cầu ông L đo nồng độ cồn thì người này không những không chấp hành mà còn liên tục chửi bới. Chưa dừng lại ở đó, khi lực lượng chức năng nhắc ông L đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh thì ông liền hô tao không sợ Covid, rồi buông lời khiêu khích, thách thức cảnh sát giao thông đánh nhau với mình. Yêu cầu cảnh sát giao thông giải trình việc họ xông vào nhà mình. Mày sồng sộc xông vào nhà tao, tao bây giờ mất 10 cây vàng rồi, mày đền đi. Sồng sộc xông vào nhà người ta mà không biết gì về luật, người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay vào thẳng đầu cảnh sát giao thông. Không chỉ dừng lại ở đó, người đàn ông còn buông lời khiêu khích, thách thức cảnh sát giao thông đánh nhau với mình. Bây giờ đánh nhau, người đàn ông nói. Ông Hồ Quy L hiện là giáo viên tiếng Anh của một trường tiểu học trên địa bàn phường Thành Nhất. Thời điểm hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý, theo dõi của dư luận. Một số người để lại bình luận. Thầy giáo mà có cách cư xử như vậy rồi dạy học sinh ra sao? Không nói tôi còn tưởng anh này bị ngáo đá, không ngờ lại là thầy giáo cơ đấy. Mạnh miệng kêu không sợ Covid-19 thì giỏi rồi, giờ cả nước đang căng mình chống dịch mà anh ta còn nói giọng điệu kiểu đấy được. Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng, làm rõ.